Kencho Buckley, vẫn là Buckley, đường chuyền ra chưa được nhưng bóng vẫn trong tay của số 24. Tyrone Heath chơi rất thong thả. Hassan ném ba, quỹ đạo tuyệt vời, bóng sọt rổ và 3 điểm cho Hassan Thomas. Họ cần có nhiều cú ném như thế hơn nữa. Đánh low post, bị double team nhưng vẫn có thể chuyền chính xác tới tay của Hassan Thomas. Và cầu thủ Việt Kiều đã đáp. Buckley đang quét radar, lựa chọn là Sandberg. Hoàng Tú đẩy ra, Kencho Buckley rất vừa vặn, đường chuyền thuận lợi và lại là Lê Hải. Hassan Thomas có khoảng trống, tại sao không ném 3 điểm nhỉ? Lần thứ tư trong trận đấu này rồi. Nỗ lực bất thành và Kencho Buckley dẫn bóng phản công. Vẫn là Buckley, Hoàng Tú, không có 3 điểm cho Hoàng Tú. Bóng thuộc về Hassan. Hassan Thomas dễ dàng lấy 2 điểm. Hay và đã nhận được sự công nhận từ huấn luyện viên Mark Van Bommel. Đây là D'Angelo Hamilton. Đã có Soi, nếu tầm trung của Soi. The Campus vẫn thành công của võ kim bản Lê Ngọc Tú. Tú đang chờ đồng đội. Michael Soi vẫn chưa được. Cả hai đội đều ném chưa tốt ở quãng thời gian hiệp 3. Tú Kobe đã thành công ngay ở những giây đầu tiên. Sau đó thì người đồng nghiệp của anh đều ném chật. Michael Soi thì đã lên tiếng. 9 điểm cách biệt. Nếu như còn tiếp tục tranh cãi nữa thì sẽ có thêm một lỗi kỹ thuật. Thêm một tình huống ném dứt điểm tốt của Michael Soi. Hai tình hiệp đấu đầu tiên. Và chúng ta sẽ chờ đợi các tuyến sử dụng anh nhiều hơn. Lê Hải Sơn. Bóng cho Dư Minh An. Phú Vinh. Còn 6 giây, võ kim bản. Hassan Thomas. Hassan ném ở góc 45 độ. Có điểm cho Hassan. Thật may mắn đã định từ chối anh. Central Parkley. Võ kim bản. Điều chuyển giao không độ. Có quá nhiều lựa chọn cho cầu thủ Second Hit. Nếu sang của Kencho Buckley, Michael Soi, Hoàng Tú đã bị trượt chân và Michael Soi tận dụng cơ hội để gỡ điểm cho Catfish 60-67. Một pha bóng mà Hoàng Tú đã không may và Michael Soi đã tận dụng rất tốt thời cơ của mình. Hôm nay độ ẩm đo được trên sân là hơn 70%, một con số khá cao. Khi tìm kiếm điểm số đầu tiên của mình trong hiệp 4, Kencho Buckley. Bóng dứt dắt liên tục được trợ từ Hassan. Phú Vinh đã trở lại sân. Dư Minh An và Soi. D'Angelo Hamilton sẵn sàng tiếp ứng. Dư Minh An chuyền ra và cuối cùng thì Sài Gòn Heat cũng đã giải được hay nhất ngày hôm nay. Các cầu thủ Sài Gòn Heat cần phải duy trì phong độ từ việc 3 điểm và Marco Soi cũng đã có cho mình một lời đáp trả. Một đội phòng ngự nào sẽ quy ra những tình huống ném phạt? Ném của Hassan. Bánh sút và điểm cho Lê Hải Sơn. Không có Kencho Buckley thì mà lúc này chúng ta cùng xem vượt qua rất nhiều quãng thời gian khó khăn, thắng hết Grand Slam này đến Grand Slam khác. Hoàng Tú, Tú làm gì đây? Hassan Thomas, 3 điểm từ Hassan. Bóng trong tay của Dư Minh An, điểm trợ từ Phú Vinh, vẫn là Dư Minh An. Dư Minh An và Lê Ngọc Tú, Phú Vinh lại trả lại cho Dư Minh An. Thời gian đang đếm ngược 10 giây cho Sài Gòn Heat. Rất căng thẳng. Có screen nhưng Dư Minh An quyết định lắc sang phải. Đường chuyền ra, khoảng trống cho Lê Hải Sơn. Hassan Thomas! 3 điểm. Tổng cộng cho tới lúc này Hassan Thomas đã có tới 34 điểm và 11 rebound. Chắc chắn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay không thể thoát khỏi tay của Hassan.